Với những ai là fan của K-pop thì cái tên G-Dragon đã không còn xa lạ. Anh luôn được mệnh danh là một trong những trưởng nhóm tài năng bậc nhất làng nhạc Hàn với chất ngôn riêng biệt và cũng là người đã góp phần đưa K-pop vươn tầm thế giới. Tuy nhiên, G-Dragon cũng đã phải trải qua thời kỳ đen tối với những scandal từ trên trời rơi xuống. Cứ tưởng sự nghiệp của trưởng nhóm Big Bang sẽ tàn lụi, nhưng cuối cùng anh đã vượt qua tất cả và lập nên kỳ tích mà có lẽ mãi về sau hiếm có nghệ sĩ nào của K-pop có thể lặp lại được. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về G-Dragon, ông hoàng K-pop và những kỳ vọng về sự hồi sinh của Big Bang. Tài năng sớm bộc lộ và hành trình gian truân với âm nhạc. G-Dragon, tên thật là Kwon Ji-young, sinh ngày 18 tháng 8 năm 1988 tại Seoul, Hàn Quốc. Gia đình anh vốn không có ai theo nghệ thuật, tuy vậy cha mẹ anh vẫn luôn đặt kỳ vọng vào con, hy vọng anh có thể chứng tỏ bản thân trong ngành giải trí. Ngay từ nhỏ, mẹ cậu bé Ji-young đã cho con trai theo học ballet và nhảy. Anh nhanh chóng bộc lộ năng khiếu thiên bẩm trong lĩnh vực nghệ thuật và được mời gia nhập nhóm Little Rura khi mới chỉ có 5 tuổi. Tuy không phải là nhóm nhạc thần tượng, nhưng Little Rura cũng có nhiều live show và bản hit như An Angel Without Wings. Sau khi phát hành album Giáng sinh thì công ty quản lý đột nhiên yêu cầu chấm dứt hợp đồng. Đây là một cú sốc với Ji-young và sau này anh đã từng tâm sự khi họ bảo rằng từ mai sẽ không còn Little Rura nữa, tôi đã rất sốc. Thậm chí tôi từng nói với mẹ không muốn trở thành ca sĩ nữa. Nhưng đó chỉ là cú sốc đầu đời của một cậu bé khi không thể tiếp tục làm điều mình thích, dù nhóm nhạc nhí tan rã. Nhưng không vì thế mà tài năng của anh cứ thế bị chôn vùi. Thay vì dừng lại đam mê, thì năm 9 tuổi anh đã thắng một cuộc thi nhảy do SM Entertainment tổ chức. Sau đó anh được mời làm thực tập sinh tại đây trong khoảng 5 năm. Năm học lớp 3, khi vẫn đang là thực tập sinh cho SM Entertainment, Kwon Ji-young tình cờ biết đến nhóm nhạc Wu-Tang Clan của Mỹ và anh rất yêu thích bài Cream của họ. Từ đây, anh đã bắt đầu học đọc rap. Anh còn tự viết nhạc từ khi còn rất nhỏ. Bài hát đầu tiên do anh sáng tác được công bố rộng rãi là Love Letter khi tham gia cuộc thi tài năng ở trường. Trong lúc này, Kwon Ji-young đang tìm kiếm người dẫn dắt định hướng cho mình. Anh đã gặp nhóm hip-hop People's Crew. Dưới sự hướng dẫn của họ, anh tham gia vào album mang tên 2001 Career Hip-Hop Flex. Ji-young xuất hiện trước công chúng với tư cách là thành viên mới và là người soạn nhạc cho nhóm hip-hop People's Crew. Năm 2002, qua sự giới thiệu của Shin thuộc YG Entertainment, anh gặp gỡ chủ tịch Giang Hyun-suk, giám đốc công ty giải trí YG Entertainment. Lần đầu gặp mặt nhưng ông chủ tịch Giang đã vô cùng ấn tượng trước khả năng đọc rap và phong cách thời trang của anh. Vì vậy, ông đã thuyết phục Ji-young từ bỏ SM Entertainment sang đầu quân cho YG Entertainment. Thời điểm đó, YG còn là một công ty bé, nghèo nàn so với ông lớn SM, nhưng Ji-young vẫn quyết định cộng tác với YG. Rời sang ngôi nhà mới, Ji-young bắt đầu lại từ con số 0. Những năm đầu tiên anh chỉ làm công việc lau dọn phòng tập hoặc chạy việc vặt cho các thực tập sinh khác. Những ngày tháng nhọc nhằn này đã giúp cho Ji-young gặp người bạn thân nhất của mình là Tong Yong-ba. Cả hai cùng sở hữu niềm đam mê âm nhạc và sự kiên trì mãnh liệt. Ji-young kể lại rằng, trong suốt những năm tháng khổ luyện, anh đã cùng với Yong-ba trải qua những phút mệt mỏi tới cực độ. Tuy vậy, cả hai vẫn đấu tranh không ngừng nghỉ để theo đuổi đam mê của mình. Ji-young được lên kế hoạch sẽ kết hợp cùng với Do Yong-ba tạo nên một bộ đôi hip-hop GDYB. Nhưng sau đó, YG đã thêm 3 người khác để tạo thành nhóm nhạc 5 thành viên, gồm có Ji-young, lúc này đã lấy nghệ danh là G-Dragon, người bạn thuở thực tập của anh là Do Yong-ba, nghệ danh Taeyang, cùng với 3 người nữa là Top, Daesung và Seungri. Nhóm nhạc lấy tên là Big Bang và chính thức ra mắt công chúng trong chương trình kỷ niệm 10 năm YG Family vào ngày 19 tháng 8 năm 2006. Như vậy, trải qua 11 năm là thực tập sinh, từ khi 8 tuổi đến khi trở thành một chàng trai trưởng thành, Ji-young hay là G-Dragon cuối cùng cũng đã trở thành một ca sĩ thực thụ. Đây là trái ngọt đầu tiên sau khoảng thời gian 11 năm dài đằng đẵng, nhiều đắng cay và vất vả. Gắn bó cùng Big Bang và sự nghiệp nở rộ. Khi mới debut, Big Bang không được đánh giá cao về hình tượng ngộ ngáo quái lạ và có phần xa lạ với những nhóm nhạc theo phong cách Mỹ Nam đẹp như hoa thuở ấy. Những sản phẩm đầu tiên của nhóm có doanh thu khá khiêm tốn. Đĩa đơn đầu tiên được bán 40.000 bản, trong đó có một ca khúc riêng đầu tay của G-Dragon là phiên bản cover This Love của Maroon 5. Ngay từ khi debut, mọi album của nhóm đều có sự tham gia của G-Dragon từ sáng tác đến phối khí và trình bày. Ngay từ đầu, anh đã là trụ cột của nhóm. Mặc những định kiến bủa vây vì phong cách khác lạ, G-Dragon đã dùng âm nhạc như một thứ vũ khí chống lại tất cả. Sau thời gian đồ mờ nhạt, tháng 8 năm 2007,
Big Bang phát hành mini album đầu tiên mang tên là Always. Sau khi phát hành, Always đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ fans và giới phê bình. Ca khúc chủ đề Lies trở thành một hit đột phá của nhóm, vươn đến vị trí số 1 trong các bảng xếp hạng uy tín của Hàn Quốc. Ca khúc trên đã đưa tên tuổi nhóm đến vinh quang qua hàng loạt những giải thưởng danh giá bao gồm nhóm nhạc nam hay nhất và ca khúc của năm tại giải Mnet Music Festival 2007. Giữa năm 2008, Big Bang phát hành mini album thứ 3 mang tên là Stand Up. Tương tự những album trước, G-Dragon vẫn là người tham gia phần lớn trong việc sản xuất album bằng việc hòa âm và viết lời ca khúc. Mini album này tiếp tục gặt hái thành công với doanh số đạt 100.000 bản. Cuối năm 2008, Big Bang phát hành album tiếp theo là Remember với ca khúc chủ đề giữ hạng nhất trên rất nhiều bảng xếp hạng Hàn Quốc. Chính những thành công liên tiếp của những album có một phần lớn công sức của G-Dragon nên trong năm 2008, anh được ca ngợi là một trong 8 nhạc sĩ phối khí hay nhất Hàn Quốc. Đồng thời, anh nhận giải biểu tượng phong cách của năm 2008 và là người có ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2008 do tạp chí Area bình chọn. Năm 2009, G-Dragon chính thức bắt đầu sự nghiệp solo với album đầu tay Heartbreaker. Album đánh dấu sự thay đổi hình tượng của anh với mái tóc được nhuộm vàng để phù hợp với ý tưởng chủ đạo. Cùng với sự thành công của ca khúc chủ đề, album đã đạt được doanh số 210.000 bản và đoạt giải album của năm tại giải thưởng Mnet Asian Music 2009. Album này đã chứng tỏ sự đa dạng của G-Dragon khi rất nhiều phong cách nhạc như rock, R&B, hip-hop và dance được tập hợp trong các ca khúc. G-Dragon cũng đã gây ấn tượng khi tạo ra thứ âm nhạc đậm chất cá nhân, kể câu chuyện của chính mình, riêng tư hơn so với âm nhạc của Big Bang. Vào tháng 11 năm 2010, thì G-Dragon cùng với thành viên Top đã ra mắt album GD & Top. Album phát hành vào đúng dịp Giáng sinh với hơn 200.000 lượt đặt trước, xuất phát ở vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Gaon, bảng xếp hạng danh giá được ví với Billboard của Mỹ. Và các ca khúc trong album thì lần lượt xếp dẫn đầu hoặc là thứ 2, thứ 3 trên các bảng xếp hạng. Lúc này sự nghiệp của G-Dragon lên như diều gặp gió, anh trở thành gương mặt đại diện của hàng loạt nhãn hàng lớn. Các bạn đang xem video trên kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên là hãy ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp video về người thành công. Thông tin chi tiết xem bên dưới comment nhé các bạn. Những bê bối chấn động và sự hồi sinh nhờ tài năng thực sự. Quay trở lại năm 2009, khi G-Dragon phát hành album solo đầu tiên trong sự nghiệp với bài hát chủ đề Heartbreaker, nó đã bị cáo buộc đạo nhái ca khúc Right Round của ca sĩ người Mỹ là Florida. Bê bối làm anh điêu đứng, tên tuổi bị anti-fan bôi nhọ công khai trên đường phố. Thế nhưng, thanh danh đã được trao trả cho G-Dragon khi anh được chính chủ khẳng định không đạo nhạc. Thậm chí hai người còn song ca cùng nhau như lời khẳng định rằng G-Dragon trong sạch và nghệ sĩ người Mỹ thừa nhận tài năng của anh. Nhưng nghi vấn đạo nhạc không phải scandal duy nhất G-Dragon vướng phải. Bê bối tưởng như nhấn chìm sự nghiệp thủ lĩnh Big Bang là khi anh bị cáo buộc hút cần sa vào năm 2011. Kết quả xét nghiệm mẫu tóc dương tính với cần sa, dù đó là một lượng rất nhỏ. G-Dragon thú nhận rằng anh đã dùng thuốc tại một câu lạc bộ đêm ở Nhật. Anh cho biết, tôi đã hút một điếu thuốc mà ai đó đưa cho tôi, mùi của nó khác với thuốc bình thường. Vì vậy tôi hơi nghi ngờ đó là cần sa, nhưng sự thật là tôi có hút nó. Scandal khiến cho hoạt động quảng bá cùng Big Bang phải tạm dừng. Còn YG thông báo rằng họ sẽ cho anh thời gian suy nghĩ lại về sai lầm của mình. Đây là thời kỳ đen tối nhất trong sự nghiệp của G-Dragon khi anh nhận về vô vàn chỉ trích và nghi ngờ từ công chúng, dẫn đến phải tạm dừng mọi hoạt động và chỉ xuất hiện cùng Big Bang một lần vào lễ trao giải MTV EMA 2011. Với bê bối này, anh may mắn không bị xử phạt và được tha thứ vì vi phạm lần đầu, nhưng đây đã là vết nhơ khó quên trong sự nghiệp của anh. Trên các diễn đàn, hàng loạt lời công kích nhắm vào anh, thậm chí có những anti-fan nguyền rủa anh biến mất. Đối mặt với sóng gió, đã có lúc G-Dragon suy sụp, thế nhưng scandal chấn động không phá hủy được tâm hồn nghệ thuật trong anh, mà còn kích thích sức sáng tạo của anh mạnh mẽ hơn. Anh đã lấy chính những cảm xúc tiêu cực và đối mặt trong thời kỳ này làm chất liệu sáng tác nên những tuyệt phẩm. Cuối năm 2012, G-Dragon trở lại trong album mới của Big Bang và nhanh chóng khôi phục danh tiếng của mình qua loạt hit Blue, Fantastic, Bad Boy. Ngày 18 tháng 9 năm 2012, G-Dragon ra mắt album ngắn One of a Kind. Album này lập tức đã thành công ở Hàn khi tất cả các bài hát đều chiếm giữ những vị trí đầu tiên trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Album này dẫn đầu Billboard World Album Chart và lọt vào Billboard 200 với vị trí 161, trở thành nghệ sĩ Hàn đầu tiên có album lọt vào bảng xếp hạng danh giá này. Album đã đưa G-Dragon đến đỉnh cao sự nghiệp solo khi để anh giành giải nghệ sĩ nam xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards lần thứ 14 và sau đó là giải bản ghi âm của năm cho One of a Kind tại Seoul Music Awards lần thứ 22.
Thành công quay trở lại sau bê bối và chiếm lại cảm tình từ công chúng quả là một cú lội ngược dòng không thể đáng kinh ngạc hơn của G-Dragon. Và có lẽ G-Dragon là người đầu tiên làm được điều đó mà mãi sau này khó có nghệ sĩ nào làm được như vậy. Thời kỳ hoàng kim với danh xưng ông hoàng K-pop. Tháng 1 năm 2013, để quảng bá cho album của mình, anh bắt tay vào thực hiện G-Dragon 2013 First World Tour, trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên có chuyến lưu diễn quanh 4 sân vận động mái vòm ở Nhật và nghệ sĩ solo thứ hai có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Tour diễn được khen ngợi bởi sự đầu tư chuyên nghiệp và những màn trình diễn cá tính. Tour diễn này thu về cho G-Dragon một lượng lớn fan hâm mộ từ khắp các quốc gia. Đến tháng 9 năm 2013, G-Dragon phát hành album phòng thu thứ hai mang tên là Coup d'etat. Album này càng thành công hơn khi đạt thành tích dẫn đầu trên hàng loạt bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Chính nó đã mang về cho anh tổng cộng 4 giải thưởng tại Mnet Asian Music Awards 15. Sau đó, anh tiếp tục mang về cho mình giải World Best Entertainer và World Best Album tại World Music Awards 2014. G-Dragon chính là ông hoàng K-pop, kể cả khi đó là thời của MV tỷ view Gangnam Style và Psy. Sau thành công của album Coup d'etat, G-Dragon cũng biết bao lưu diễn vòng quanh châu Á với những sân khấu có đến mấy trăm nghìn khán giả. Đến tháng 11 năm 2014, anh hợp tác cùng với Taeyang phát hành đĩa đơn Good Boy. Đĩa đơn này đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng World Digital Songs của Billboard, giúp họ trở thành nghệ sĩ hàng thứ 3 làm được điều này. Good Boy trở thành hit lớn trong năm 2014 và đến tận bây giờ vẫn luôn là bài hát yêu thích của giới trẻ với chất nhạc gây nghiện. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, G-Dragon còn lấn sân sang các mảng khác như hội họa và thời trang. Về hội họa, hè năm 2015, anh khai trương một buổi triển lãm nghệ thuật mang tên là Peace Minus One Beyond the Stage, trưng bày hơn 200 sản phẩm của 12 nghệ sĩ nổi tiếng với mục đích kết hợp hội họa hiện đại và văn hóa pop với nhau. Về thời trang, không phải tự nhiên mà người ta gọi anh là biểu tượng thời trang Hàn Quốc. Anh đã tạo nên thương hiệu G-Dragon vươn tầm ra xa thế giới. Với sức ảnh hưởng của mình, bất cứ thứ gì mà G-Dragon mặc lên người đều trở thành xu hướng. Ngày 8 tháng 6, 2017, G-Dragon phát hành album solo mang tên anh, Kwon Ji-young. Đây là album chân thực nhất, riêng tư nhất của anh, như một lời tạm biệt đến người hâm mộ trước khi nhập ngũ vào đầu năm 2018. Trở lại sau nhập ngũ. Ngày 27 tháng 2 năm 2018, G-Dragon lên đường nhập ngũ theo quy định ở Hàn Quốc. Anh trải qua gần 2 năm trong quân ngũ như bao người lính bình thường khác. Tuy vậy, đây lại là thời kỳ đen tối của Big Bang khi vấp phải một loạt scandal về nhiều tội danh phi pháp của thành viên Seungri, đồng thời sự vắng mặt của nhiều thành viên do đa số đều nhập ngũ nên phải tạm dừng hoạt động nhóm trong thời gian dài. Đến ngày 26 tháng 10 năm 2019, G-Dragon chính thức xuất ngũ, chào đón anh là khoảng 3.000 người hâm mộ. Chứng kiến tình cảm của người hâm mộ, nam ca sĩ đã không giấu được niềm hạnh phúc. Thế nhưng, Big Bang vẫn chưa thể khôi phục hoàng kim ngày nào. Trách nhiệm đặt lên vai vị thủ lĩnh cùng sự kỳ vọng rất lớn từ những người yêu quý Big Bang. Dù kết quả có ra sao thì không ai có quyền phủ nhận đóng góp của G-Dragon từ lúc còn là cậu thiếu niên đến khi đã xưng vương ở K-pop. Anh chính là nhân tố quan trọng đã góp phần làm rạng danh nền âm nhạc Hàn Quốc và anh luôn có quyền tự hào về bản thân mình như cách mà anh đã trả lời trong một bài phỏng vấn: "Tôi chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì bản thân mình." Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên là hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.